Theo kế hoạch số 135 của Ủy ban Nhân dân thành phố về hỗ trợ người dân, người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 năm 2021, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ như sau. Hỗ trợ 1.855.000 đồng trên một người mỗi lần khi nghỉ từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 30 ngày. Hỗ trợ 3.710.000 đồng trên một người một lần khi nghỉ từ 30 ngày trở lên. Người lao động mang thai được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng một người mỗi lần. Người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng trên một trẻ em chưa đủ 6 tuổi và chỉ hỗ trợ cho một người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.